Chào đón cả nhà, mình tiếp tục quay trở lại kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 14 tháng 4. Thì hôm nay bên kênh của em cũng về được rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Mã số 1 đầu tiên là giới thiệu và giao lưu cả nhà mình, em còn có về được một cái cây đèn măng sông của Mỹ nha. Con này là 500 CB, 829 cho 500 CB. Con này là nó to hơn đèn măng sông bình thường của mình ha. Đèn măng sông bình thường của mình á là nó chỉ có 300 CB thôi, con này to hơn nha. Mã số 1 còn đầy đủ phụ kiện. Đây là một số tim kèm theo nha. Chất liệu bằng đồng màu vàng chưa qua sử dụng. Trên này nó có thương hiệu lá cờ của Mỹ ha. Hiệu là Raylick. Cái xay này xay rất là to, chất liệu đồng màu vàng. Rất là đẹp. Cái này về trưng bày sưu tầm sử dụng thì thôi, khỏi chê cả nhà nha. Con này nó còn đầy đủ phụ kiện hết luôn nha. Và cả ở dưới đáy của nó là cũng có đóng thương hiệu của nó luôn ha. Cả trên cái kính này cũng đóng thương hiệu luôn. Chất liệu bằng đồng mạ vàng, con này con của Mỹ rất là to. Cái này về mà đề co trưng bày sưu tầm sử dụng thôi, khỏi chê nha. Một trong những siêu phẩm đặc biệt nhất của ngày hôm nay. Và con này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình đó là 12 triệu đồng. Con mã số 1 ngày hôm nay, đây cả nhà mình cùng xem nha. Rất là đẹp, rất là to, to khủng nha. To hơn đèn măng sông bình thường của mình ha. Còn đầy đủ nguyên phụ kiện luôn nha. Sách, cả sách hướng dẫn kèm theo luôn ha. Và con mã số 1 này là 12 triệu đồng. Cho cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ nha. Con mã số 1 ngày hôm nay ha. Con đèn măng sông của Mỹ. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì hôm nay em còn được một cái mâm, một cái dĩa ngũ quả nha. Chất liệu bằng đồng. Thì cái dĩa ngũ quả này có chạm hình ảnh là rồng phụng. Có tổng trọng lượng là khoảng 2,4 kg. Và đường kính là có khoảng là 32 cm. Chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem ha. Cái dĩa ngũ quả nha. Cái này mình có thể để trên bàn chưng trái cây ha. Đó. Chất liệu bằng đồng rất là dày, rất là nặng. Và có giá giao luôn với cả nhà mình là 1,5 triệu cho cái dĩa trái cây, hay là gọi là mâm ngũ quả ngày hôm nay mã số 2. Đó là mã số 3 của ngày hôm nay. Thì em có được một cái đỉnh thập lân nha. Đó, đây là một cái đỉnh trầm thập lân. Trên đây là nó có 10 con lân trên đây. Chiều cao tổng thể cho mã số 3 này có khoảng là 20. Bề ngang tổng thể là có khoảng là 15 ha. Chất liệu đồng. Ở trên đây là có 10 con lân. Đây cả nhà cùng xem chất liệu đồng nha. 3 con lân chổng đầu dưới nha, xung quanh hai bên nè. Ở trên có 1 lần nữa, tổng cộng là 10 nha, thập lân. Thì một cái đỉnh này rất là hay ha. Cái đỉnh này có giá giao luôn cả nhà 1,4 triệu nha. 1,4 triệu cho mã số 3 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là hôm nay em có được một cái cặp bàn ủi con gà full đồng, một con trống, một con mái, 51882. Chất liệu bằng đồng, full đồng hết luôn nha. Cả cán cũng bằng đồng luôn, rất là đặc biệt. Thì cán đồng luôn thì ít có gặp nha cả nhà nha. Và một cặp như thế này, bên đây là con trống nè, bên đây là con mái, chất liệu đồng đã được vệ sinh chùi sáng bóng lại rồi. Cặp này khoảng 15,5 kg. Và một cặp như thế này, bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 7 triệu đồng ha, cho mã số 4 ngày hôm nay. Ở bên đây là có chạm hai con gà nổi nè. Và phía trong là còn dĩ than luôn nha, đầy đủ ha. Và ở đây nó có đóng 1882 luôn, trên con gà cũng có đóng luôn nha. Và có giá giao lưu cả nhà 7 triệu đồng cho một cặp. Rất là nặng, 15,5 kg, mã số 14 ngày hôm nay. Ủa mã số 4 nha cả nhà mình nha. Mã số 4 nha. Xin lỗi cả nhà mình nha. Mã số 4. Rồi thứ hai số 5. Mã số 5 ngày hôm nay thì em còn được một bộ tam đa 3 ông phúc lộc thọ. Chất liệu bằng đồng. Ba ông này cũng rất là to, rất là nặng. Đó. Ba ông này tổng trọng lượng là 15,5 kg. Đó, cho ba ông như thế này. Chất liệu bằng đồng. Cả nhà mình có thể về vệ sinh lại hoặc là giữ nguyên phiên bản này cũng rất là hay nha. Chất liệu đồng cũ ha. Và tổng trọng lượng là khoảng 15,5 kg. Chiều cao mỗi ông là tầm có khoảng là 37 cho mỗi ông ha. Ông này 35. Rồi ông này thì có khoảng 35. Thì chọn một bộ tam đa 3 ông phúc lộc thọ, tổng trọng lượng là khoảng 15,5 kg. Thì mỗi ông á ở dưới đáy đều có chuyện hết nha cả nhà nha. Mặt sau của mỗi ông ha. Rất là liền lạc, rất là đẹp. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 6 triệu đồng cho mã số 5 của ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 6 thì em hôm nay còn được một ông thần giữ tiền rất là to. Đó, ông này tổng trọng lượng là khoảng 8,2 kg. Cho một ông thần giữ tiền, ông mua một thỏi vàng rất là to. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 32. Bề ngang là có khoảng là 22, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một ông thần giữ tiền này là 3 triệu đồng. 3 triệu đồng cho mã số 6 ngày hôm nay. Rồi, thứ hai mã số 7. Mã số 7 hôm nay em có về được
ba cái cây cân đồng xưa nha. Bao cả nhà mình là chuẩn xưa luôn á. Mấy con mấy cây này nè. Có về được ba cây. Ba cây cân đồng xưa nha, hoài niệm một thời ha. Giống như cây con này là cân được 18 kg này, cả nhà thấy là nó có trên này nó có chữ số 18 kg này ha. Một con cây này đầu tiên cân được 18 kg. Cây này năm 1986. Đây cả nhà anh có thấy rõ không ạ? Xem rõ có thể kết bạn Zalo anh em nha. Để em có thể chụp hình thêm cho cả nhà ha. Con này năm 1986 xuất hiện đồng nguyên con luôn. Rồi, một con. Rồi con này cân được 16 kg thì cả nhà cùng xem ha. Đây cây này nó có để 16 kg nè. Rồi cây bên đây cân được 12 kg. Tình trạng là bằng đồng liên lạc, bao cả nhà chuẩn xưa luôn nha. Có gặp những con vậy ha. Rồi mỗi một cây như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình á là 1,1 triệu một cây nha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm cây nào thì báo em ha. Đó, cân đồng xưa ha. Này về chất liệu bằng đồng nha. Rồi đây là mã số 7 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 hôm nay thì em còn được ba cái cây kính hàng sách tay ha. Một cây đầu tiên là cái cây Ray-Ban. Còn nguyên hộp luôn nghe cả nhà nha. Con Ray-Ban này là còn nguyên hộp luôn ha. Trong mã số 8 này có ba cây kính. Con đầu tiên là con hiệu là Ray-Ban. Ý nha. Rồi, đây. Và mỗi một con như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,2 triệu ha. Đây, Ray-Ban nha, có đóng thương hiệu hết ha. Rồi, con đầu tiên là con Ray-Ban. Con thứ hai là con là hiệu là, để em coi con hiệu này, nó có để là mạ vàng 14K luôn nha. Solet. Đó, con số 2 là con Solet. Thì cũng đồng giá cho luôn cả nhà 1,2 triệu một con. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm con nào báo không ha. Đây con số 2. Rồi con số 3 là con Gucci nha. Còn thẻ luôn ha. Con Gucci. Con này là cái kính gập lại luôn nha cả nhà nha. Có thể gập gọn lại luôn vậy. Đó gập nhỏ gọn lại luôn ha. Đó con Gucci này là con gập gọn lại luôn ha. Đây. Thì mỗi con như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 1,2 triệu. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm con nào thì báo em ha. Trong mã số 8 này có ba con nha. Con Ray-Ban, rồi con Solet và con Gucci ha. Thì có ba con trong mã số 8 này. Thì mỗi con là đồng giá giao lưu cả nhà mình là 1,2 triệu một con. Cả nhà muốn lấy con nào thì báo em con đó ha. Rồi đây là mã số 8. Mã số 9 của ngày hôm nay. Mã số 9 ngày hôm nay em còn được ba cái ống nhổ trầu xưa để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Có sưu tầm được một trọn bộ ba cái. Một cái giữa là cái hơi lớn nha, cao 17 cm, miệng là 13. Và cái bên đây là cái miệng 10, chiều cao là 15. Và cái bên đây là có khoảng là 15 và miệng là có khoảng 12. Đây có một cái này ngày xưa nó có hơi, người ta có hơi hèn lại đít chút ha. Còn hai cái bên đây là lành tích hết nha, rất là đẹp và trọn bộ như thế này. Ba cái rất là to, tổng trọng lượng là khoảng 2 kg và có giá giao luôn cả nhà một bộ này là 2 triệu đồng nha. Cho mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ngày hôm nay thì bên em còn được một bộ thần tài thổ địa. Đó, thần tài thổ địa chất liệu bằng đồng để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là cái cây quạt nha. Cây quạt mình về. Mã số 10 hôm nay là một cặp thần tài thổ địa đang cởi trên linh vật. Thì ông này cởi trên con tỳ hưu con cốc ha. Ông này cởi trên ông thần tài thì cởi trên con tỳ hưu, chiều cao là 19 cm. Ông thổ địa thì cởi trên con cốc thải tài lộc nha, chiều cao là 20. Trọn bộ là 5,2 kg cho một bộ như thế này. Bộ như thế này bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 2,5 triệu. 2,5 triệu cho mã số 10 ngày hôm nay là một cặp thần tài thổ địa nha. Đây là mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. Mã số 11 thì bên em có còn được một con đại bàng hòa bình ha. Con đại bàng với nghĩa là hòa bình hợp tác nha. Con này rất là to, sải cánh rất là lớn nha.
Đó. Con này á thì tổng trọng lượng là tổng trọng lượng là khoảng 8,2 kg. Đó, đây con đại bàng Hòa Bình ha. Đại bàng Hòa Bình tổng trọng lượng là 8,2 kg thì đang đứng trên hai cái bàn tay bắt chéo nhau. Đây cả nhà cùng xem nha. Đang đứng trên hai cái bàn tay bắt chéo lại ha. Và có tổng trọng lượng là 8,2 kg. Và một con như thế này có giá giao lưu cả nhà mình là 4,5 triệu nha. Đây chiều cao là tổng thể là có khoảng là 50, sải cánh là 50. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 4,5 triệu cho con này. Rồi sau đây là chi tiết cả nhà mình có thể tham khảo ha. Con này rất là đẹp nha. Đang đứng trên hai bàn tay bắt chéo nhau ha. Ở dưới là nảnh trái đất ha. Rồi tiếp theo mã số 12 của ngày hôm nay. 12 thì em còn được cũng là một cặp luôn ha, một cặp bàn ủi. Đó, mà số 12 là cặp bàn ủi, cũng là một con trống một con mái luôn. 51908 full đồng luôn. Chất liệu bằng đồng hết luôn nha cả nhà, hay cả cán cầm cũng bằng đồng luôn nha. Mà số 12 ngày hôm nay thì có tổng trọng lượng là 15,2 kg. Một cặp như thế này đây. Hai bên là hai con rồng đây cả nhà cùng xem ha. Đó, ở trong này là 1908 ha. Trên con gà cũng đóng 1908 luôn, chất liệu bằng đồng. Hai bên là ảnh hai gồng nổi rất là đẹp. Vào cặp như thế này cũng có giá giao luôn cả nhà mình là 7,000 đồng luôn. 7,000 đồng cho một cặp như thế này nha. Mã số 12 ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh nha. Để mai mốt còn lên sản phẩm tiếp theo giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Mã số 12. Rồi mã số 13. 13 ngày hôm nay còn được một tượng Phật Phật Thái, chất liệu bằng đồng. Đây là một tượng Phật tổng trọng lượng là 1,8 kg. Rồi chiều cao là có khoảng là 22. Bề ngang là tầm có khoảng là 13. Đây tượng Phật Thái nha. Đó. Ở đáy này có chuyện luôn nha. Đây là mặt sau đây. Và tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,2 triệu ha. Cho một tượng Phật Thái ngày hôm nay mà số 13. Rồi 14 là Di Lạc. Di Lạc gánh tiền. Ông cười rất là tươi ha. Tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg. Chiều cao là có khoảng là 16 cm. Bề ngang tầm có khoảng 13. Chất liệu bằng đồng. Ông đang cười rất là tươi ha, đang gánh tiền nè. Chất liệu bằng đồng đáy có chuyện luôn. Và tượng này có giá giao luôn với cả nhà 1,1 triệu ha. Mà số 14. 15 ngày hôm nay là còn được một cái điện thoại của Nhật, được sản xuất vào những thập niên 1970. Đó, màu đỏ rất là đẹp ha. Hơi phôi pha theo thời gian nha, nhưng mà còn hoạt động rất là tốt. Bao cả nhà mình xài tốt luôn nha. Của Nhật ha, khoảng thập niên 70. Có giá giao lưu với cả nhà mình cái điện thoại này là 3,000,000 đồng. 3,000,000 đồng cho mã số 15. Rồi mã số 16 là một cái gạt tàn rất là to của Trung tâm huấn luyện Thủy quân lục chiến Quế Đà Nẵng, 51968, chất liệu bằng đồng. Đây là một cái gạt tàn rất là to, đường kính là tầm có khoảng là 17,5. Rồi chiều sâu là có khoảng là 5,5. Tổng trọng lượng là 3,4 kg. Đây cả nhà cùng xem ha. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 1,600,000 nha. 1968, chất liệu bằng đồng. Đây mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 ngày hôm nay là còn được một tác phẩm quan âm đồng tử, mẹ quan âm, và hai bên là hai đồng tử ha. Chiều cao tổng thể là có khoảng 20, bề ngang là 16. Và có giá giao lưu với cả nhà mình quan âm đồng tử này. Rồi có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,1 triệu nha, cho quan âm đồng tử ha. Đây là mặt sau đây. Đây mã số 17. Rồi mã số 18. 18 là thập bát. Thập bát La Hán. Ở 18 vị La Hán. Ở chính giữa có con rồng nha, chiều cao là 19. Tổng trọng lượng là 1,8 kg, bề ngang là tầm có khoảng là 11. Và tượng thập bát La Hán này có giá giao luôn cả nhà 1,200,000 ha. Thập bát La Hán chất liệu bằng đồng. Đây mặt sau. Mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. 19 của ngày hôm nay là còn ao hang bà thổ đất, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 19 và có tổng trọng lượng là khoảng 3,4 kg. Và chiều cao là 21, bề ngang là 10 cm. Và có giá giao luôn cả nhà mình là
là 1.800.000 cho cặp ông bà thổ đất nha. Chất liệu bằng đồng. Mã số 19. Rồi tiếp theo mã số 20. 20 là hai tượng Quan Âm. Đó, hai dáng khác nhau. Mẹ Quan Âm cầm bình cam lộ và mẹ Quan Âm cầm hoa sen nha. Tổng trọng lượng là 2.8 kg. Và chiều cao tổng thể là cỡ khoảng là 22. Bề ngang là tầm có khoảng 10 cm. Và một cặp như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình á, hai tượng này là 1.800.000. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em ha, đã có chuyện luôn nha. Đây là mã số 20. Cả nhà ha. Rồi thứ hai mã số 21. 21 rồi còn được một cặp ngựa ha. Ủa, một con ngựa. Đây là mã số 22, một con ngựa này là mã số 21 nha. Con ngựa rất là to, mã đáo thành công. Tổng trọng lượng là 8.2 kg. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một con ngựa đồng này. Có tổng trọng lượng là 8.2 kg, có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.900.000 cho mã số 21. Rồi có chiều cao tổng thể là cỡ khoảng là 45. Bề ngang là tầm cỡ khoảng là 33. Đây mã số 21, có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.900.000. Rồi mã số 22. 22 là một con đại bàng như ý, chất liệu vân đồng. Đây mã số 22, đại bàng như ý ha, chất liệu vân đồng. Đó, có tổng trọng lượng là 8.2 kg. Mã số 22. Rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 46. Bề ngang tầm có khoảng là 34. Đây là hình ảnh một con đại bàng đang đậu trên một cái cây gậy như ý rất là đẹp. Và có giá giao lưu cái này là 4.500.000. 4.500.000 cho mã số 22 của ngày hôm nay. Rồi cái này mã số 23. 23 của ngày hôm nay là còn được hai cái mâm đồng xưa như thế nào nha. Đó, ba cái nhà trưởng xưa luôn ha. Có được hai cái mâm đồng xưa. Đây là mã số 23. Một cái là nặng 1.6 kg, đường kính là 42 cm. Em có ghi sẵn giấy trên đây luôn ha. Đó. Mâm đồng này chuẩn xưa luôn nha. Và cái thứ hai nặng 1.3 kg, đường kính là 45 cm, cũng là mâm chuẩn xưa hết luôn ha. Rất là đáng để sưu tầm nha. Và một cặp như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp như thế này là 2.000.000 đồng nha. Đây cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em trong thời gian qua. Thì xem được đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau những sản phẩm đẹp, độc và lạ hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.